Tại sao nên lựa chọn hồ lô phong thủy bằng đồng? Hồ lô bằng đồng được làm từ đồng vàng nguyên chất và chế tác theo phương pháp thủ công, nên những họa tiết trên mặt hồ lô rất tinh xảo, cầu kỳ và mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp. Đặc biệt, đồng là kim loại quý, được hình thành và nuôi dưỡng hàng ngàn năm trong lòng đất, hấp thu tinh hoa đất trời, mang tính âm cực mạnh, nên khi trưng bày trong nhà có tác dụng cân bằng âm dương và phát huy được ý nghĩa hồ lô trong phong thủy tốt nhất. Bên cạnh đó, hồ lô bằng đồng có độ bền cao, không bị mối mọt như bằng gỗ hay rơi vỡ rạn nứt như bằng gốm sứ, ngọc thạch, đá, giúp gia chủ tránh được những kiêng kỵ và cũng dễ dàng vệ sinh lau chùi. Lựa chọn hồ lô bằng đồng đường nét tinh xảo, trưng bày trong nhà thể hiện bạn là người tinh tế, có gu thẩm mỹ cao, càng tăng thêm uy quyền và đẳng cấp cho gia chủ. Đừng quên theo dõi Bảo Khánh để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa về các sản phẩm.